Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2461, vậy cậu đi chết đi. Hỏa bà híp mắt lại, giọng điệu dần lạnh lùng, nói cậu có chắc không? Cho dù cậu không cho, lão thần này sau khi giết cậu, thần văn vẫn là của tôi. Vì một thần văn cùng cái gọi là di chí tiền bối mà mất đi tính mạng, chẳng lẽ không cảm thấy rất không đáng sao? Đường Tuấn lắc đầu, biết nói tiếp không có ý nghĩa gì. Tâm niệm anh vừa động, pháp lực, tinh thần, thân thể, ba cái hợp nhất, trạng thái trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Thật sự là tiểu quỷ không biết sống chết, hỏa bà chế giễu một tiếng. Bà ta vỗ vào lòng bàn tay, một cỗ lực khổng lồ khủng bố cách không gian ầm ầm đến, trong nháy mắt nện lên người Đường Tuấn. Bùm! Cả người Đường Tuấn bay ngược ra ngoài, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh gầm gừ, giống như sắp vỡ vụn. Đồng thời, biển lửa phía sau Đường Tuấn nhấc lên sóng lửa ngập trời, giống như bên trong có hung thú đáng sợ đang phát cuồng tàn sát bừa bãi. Một cái vỗ mà kinh khủng như vậy. Hơi thở Đường Tuấn chậm lại, máu toàn thân giống như muốn sôi trào, sắc mặt đỏ bừng. Anh biết cũng không phải là thực lực cường đại của mình ngăn trở hỏa bà một kích, mà là bởi vì hỏa bà hạ thủ lưu tình. Bằng không tu sĩ động hư cảnh đỉnh phong xuất thủ, hiện tại mình làm sao có thể chống cự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hỏa bà dẫm lên hư không, từ trên cao nhìn Đường Tuấn. Biển lửa vô tận quanh người bà ta cuồn cuộn, tóc buộc thành bím tóc không biết từ lúc nào đã rời ra, mái tóc màu xám trắng tung bay, thoạt nhìn thập phần đáng sợ ghê người. Cho cậu một cơ hội khác, thanh âm hỏa bà ầm ầm từ trên không trung truyền đến. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn hỏa bà, nói, vãn bối cự tuyệt. Hỏa bà cười lạnh nói, vậy cậu đi chết đi. Ầm ầm, biển lửa vô tận cuồn cuộn xung quanh hỏa bà bỗng nhiên toàn bộ hướng Đường Tuấn vào tới, cao chừng mấy trăm trượng. Biển lửa nghiêng xuống, tầm mắt Đường Tuấn chỉ có biển lửa. Chỉ trong nháy mắt, biển lửa đã bao trùm Đường Tuấn. Dưới biển lửa nghiêng xuống, Đường Tuấn ngay cả lúc động một chút ý niệm trong đầu cũng không bị bao phủ, sau đó mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, biển lửa cuồng bạo dần dần bình tĩnh, những ngọn lửa kia xoay quanh hỏa bà, không dám vượt qua chút nào, tựa như thần tử triều kiến đế vương vậy. Thật sự là một tiểu quỷ quỷ ngang ngược. Ngón tay hỏa bà gõ nhẹ vào hư không, biển lửa vô tận tách ra, một bóng dáng từ chỗ sâu trong biển lửa chậm rãi xuất hiện. Lúc này Đường Tuấn đã hoàn toàn hôn mê, giống như bị một bàn tay vô hình nâng đỡ, nằm trong hư không. Hỏa bà thở dài, đi tới bên cạnh Đường Tuấn. Bà ta nhìn xuống Đường Tuấn, trên gương mặt già nua bỗng nhiên có chút bi thương. Không biết đã qua bao lâu. Chương 2462, quả nhiên là diễm tự thần văn. Đường Tuấn vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này anh mới phát hiện, tòa cung điện này lại được thành lập trong biển lửa. Ở địa phương cung điện hướng lên cao hơn, còn có thể nhìn thấy các loại gian lửa, voi lửa, các loại dị tượng sinh linh, những dị tượng này phát ra khí tức mỗi một cái so với các chủ diệp mạnh mẽ hơn nhiều. Anh vội vàng kiểm tra tình huống bản thân, phát hiện thương thế trong cơ thể mình đã khỏi hẳn. Tiên thiên thần văn cùng các loại bảo vật đều còn, không có một cái nào bị mất. Nơi này là nơi tôi ẩn tu, yên tâm đi, sẽ không có người tới tìm cậu gây phiền toái, tiểu tử từ địa cầu tới. Giọng nói của hỏa bà lại vang lên. Bà ta vẫn không quay lại. Đường Tuấn sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến hóa kịch liệt, tâm tình nhất thời khẩn trương hẳn lên. Nặng nề hít thở vài hơi, Đường Tuấn mới nhìn bóng lưng hỏa bà, nói, Đường Tuấn ở nhất mạch địa cầu, đã gặp qua tiền bối. Lúc này hỏa bà mới đứng lên, chậm rãi xoay người, từ từ nói, có thể đem thần văn kia của cậu cho tôi xem không? Đường Tuấn do dự một chút, sau đó mới lấy thần văn chữ diễm ra. Hỏa bà điểm mi tâm của mình. Một cái thần văn chậm rãi hiện ra. Thần văn kia vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh tựa hồ tăng lên rất nhiều, các loại dị tượng lửa bên ngoài cung điện giống như được kêu gọi, cùng nhau rời xa cung điện. Hỏa tự thần văn, Đường Tuấn nhìn thần văn kia, thấp giọng nói. Hỏa bà phóng ra cái thần văn này chính là thần văn chữ, hỏa, trong ngũ hành thần văn, đại biểu cho lực lượng hệ hỏa tinh thuần nhất trong trời đất, so với thần văn chữ, diễm, càng thêm cao. Hai tấm thần văn dường như cảm ứng được lẫn nhau, sóng đôi trên không trung, hô ứng đối phương. Quả nhiên là diễm tự thần văn. Hỏa bà nhìn thần văn trên không trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi,
chợt cười khổ nói, cậu vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ hỏa bà cũng đến từ địa cầu? Đường Tuấn nhìn thấy biểu tình của hỏa bà, trong lòng nhịn không được suy đoán. Hỏa bà giống như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Tuấn, lạnh lùng nói, tôi mới không phải địa cầu nhất mạch các người, tôi đến từ tinh vực Chu Tước. Đường Tuấn hơi giật mình, hỏa bà đã thu hồi hỏa tự thần văn lại, âm thanh của bà ta lạnh như băng nói, đem thần văn cất đi, tôi sợ tôi nhịn không được giết cậu đoạt thần văn. Đường Tuấn lại chỉ cười nhạt, muốn cướp lấy thần văn, lúc anh hôn mê, hỏa bà không biết có bao nhiêu cơ hội. Xem ra hỏa bà hẳn là có liên quan đến vị tiền bối địa cầu có diễm tự thần văn ở thế giới man hoang. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Hỏa bà đột nhiên nói, tôi có một mối quan hệ với người đó. Năm đó tôi bảo ông ấy lưu lại, ông ấy lại cố ý muốn trở về, nói cái gì thân nhân bằng hữu đều ở địa cầu, có lý do phải trở về. Tôi không tiếp tục ngăn cản ông ấy, và sau đó ông ấy không thể quay lại. Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng thở dài. Năm đó địa cầu gặp phải nguy cơ, đông đảo cường giả địa cầu ở bên ngoài lịch lãm đều trở về chống đỡ kẻ thù bên ngoài, những người đó đại bộ phận đều bỏ mạng trong trận chiến đó, không thể trở lại bên cạnh bạn bè bằng hữu. Vẻ mặt hỏa bà trở nên ảm đạm, bà ta đi vào cung điện mà không nói một lời. Đường Tuấn thu hồi diễm tự thần văn, khoanh chân ngồi ở quảng trường bên ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện là biển lửa vô tận cùng các loại sinh linh lửa cường đại, cho dù anh có diễm tự thần văn, cũng không nắm chắc an toàn rời đi. Chương 2463, ông bảo tôi chờ mấy vạn năm. Đại khái qua gần 2 ngày, lúc Đường Tuấn đang tu luyện, hỏa bà bỗng nhiên từ trong cung điện đi ra, bà ta ném một vật cho Đường Tuấn, nói, luyện hóa nó. Đường Tuấn nhìn vật trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, hỏa bà, đây là thiên hỏa linh tủy. Hỏa bà khoát tay nói, ánh mắt cũng không tệ lắm. Nắm chặt thời gian luyện hóa đi, điểm tu vi ấy của cậu ở Trung ương Ngân Hà cũng không đủ nhìn. Đường Tuấn lắc đầu, đem thiên hỏa linh tủy đưa ra ngoài, nói, hỏa bà, thiên hỏa linh tủy này quá chân quý. Bà tu luyện công pháp hẳn là cũng là hệ hỏa, nếu mà ăn vào thiên hỏa linh tủy, có tỷ lệ rất lớn đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Thiên hỏa linh tủy là một trong những bảo vật chân quý nhất hồ hỏa viêm, giá trị chỉ thấp hơn gỗ hồn nguyên một chút. Từng có tu sĩ thống kê, hồ hỏa viêm 3 vạn năm mới có thể xuất hiện một khối thiên hỏa linh tủy. Mỗi một khối thiên hỏa linh tủy đều là chí bảo tu luyện. Người tu hành hệ hỏa nếu luyện hóa một khối thiên hỏa linh tủy, có thể gia tăng nội tình rất lớn, nâng cao xác suất đột phá. Hỏa bà cười lạnh nói, ông ấy đã chết, tôi cần thiên hỏa linh tủy này làm gì? Cho dù tu luyện tới cảnh giới độ kiếp thì có ích lợi gì? Đừng rong dài, nhanh chóng luyện hóa linh tủy. Nói xong, hỏa bà lại đi vào cung điện. Đường Tuấn cầm thiên hỏa linh tủy, đột nhiên cảm thấy khối linh tủy to bằng bàn tay này trầm trọng như núi rừng. Bên trong cung điện, hỏa bà tựa vào cánh cửa đóng chặt, thần sắc bi thương thê lương, nước mắt lặng lẽ chảy. Ông bảo tôi chờ mấy vạn năm. Diễm tự thần văn tôi nhìn thấy, nhưng ông không trở về, tôi không chờ nữa. Đột phá, tôi không quan tâm, thọ cùng trời đất, tôi không hiếm lạ. Bên trong cung điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hỏa bà thấp giọng tự nói cùng nước mắt rơi xuống mặt đất, giống như âm thanh tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, bà ta không còn là hỏa bà làm cho người ta vừa nghe tin là sợ mất mật, càng giống như một cô gái nhỏ mất đi con búp bê yêu quý nhất, lại không tìm được người để khóc lóc kể lể. Thành Trấn Khúc, trong phủ thành chủ. Mộ Thanh đang cho mấy tu sĩ làm kiểm tra, những tu sĩ này đều bị nhiễm cái loại căn bệnh lạ này. Tôi dùng phong linh pháp độc môn của Độc Cô Cung phong bế một bộ phận linh hồn các người lại, có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình. Mộ Thanh lau đi mồ hôi trên trán. Nói với mấy người tu hành phía trước. Phong linh pháp đối với linh hồn của cô ấy cũng có tải trọng nhất định, mấy người tu hành này đã là nhóm thứ 20 hôm nay. Linh hồn cô ấy thừa nhận cũng gần như đến cực hạn. Mấy người tu hành kia vội vàng đứng dậy, liên tục cảm tạ Mộ Thanh. Nếu như không có phong linh pháp của Mộ Thanh, bọn họ chỉ có thể kiên trì không đến nửa tháng, nhưng sau khi phong linh có thể kiên trì một tháng, thậm chí lâu hơn. Mộ Thanh khoát tay áo. Thần sắc thoạt nhìn rất mệt mỏi, nói tôi chỉ có thể làm đến trình độ này. Muốn chữa khỏi loại căn bệnh lạ này, chờ ngài dược trở về, xem anh có tìm được biện pháp hay không. Mộ Thanh thở dài trong lòng, cô ấy ở thành Trấn Khúc mấy ngày nay đã sớm đem chuyện xảy ra ở nơi này truyền về Độc Cô Cung, ông lão Đan Thanh sau khi biết, chỉ là để cho cô ấy tận lực,
nếu như có thể sớm trở về. Ngay cả lão sư cũng nói thôn linh hoa gần như không giải được, ngài dược thật sự có biện pháp sao? Tâm tình Mộ Thanh có chút nặng nề. Mộ Thanh nhìn thấy bản thân, cảm ứng được luồng khí tức ẩn sâu trong linh hồn, trong lòng cô ấy không khỏi sinh ra chút phiền não. Chương 2464, mấy vị là ai? Sau khi cô ấy biết được thôn linh hoa, làm người phong linh đã thập phần cẩn thận, nhưng vẫn bị thôn linh hoa lây nhiễm. Ngài dược, khi nào anh trở về? Mộ Thanh có chút sợ hãi, cô ấy lo lắng mình cứ như vậy chết đi, không cách nào gặp lại ngài dược một lần nữa. Đúng lúc này, thành trấn khúc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận không gian chấn động đáng sợ. Không gian giống như cánh cửa mở ra, từ đó 7-8 người đi ra. Còn có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía trước 7-8 người, dung mạo anh ta bình thường, nhưng trên người lại có một loại khí tức siêu phàm, làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Thánh tử, nơi này chính là thành trấn khúc phụ cận hồ Hỏa Viêm. Có người nói với nam thanh niên. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía hồ Hỏa Viêm, ánh mắt híp lại, nói, không nghĩ tới loại địa phương này lại có thể có một ngũ hành tiên thiên thần văn. Lần này nếu có thể đạt được tiên thiên thần văn, thứ hạng của tôi trong môn phái sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy chúng ta trước tiên chúc mừng thánh tử, mấy người nịnh nọt nói. Lúc mấy người nói chuyện, cửa thành trấn khúc mở ra, mấy người từ trong thành bay vút ra, đứng ở trên cao cùng nam tử trẻ tuổi giằng co. Mấy người từ trong thành đi ra, chính là đám người Phong Ngự Lôi, Mộ Thanh. Vừa rồi đám nam thanh niên bọn họ tạo thành không gian chấn động quá kịch liệt, cảnh giới hợp thể đều có thể dễ dàng nhận ra. Phong Ngự Lôi nhìn mấy người, trong lòng chấn động, những người này tu vi mỗi người đều ở trên ông ta, đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi kia, giống như một ánh mắt của đối phương là có thể giết chết mình. Mấy vị là ai? Phong Ngự Lôi cẩn thận hỏi. Đối mặt với câu hỏi của Phong Ngự Lôi, nam thanh niên trẻ tuổi không nói gì, một người phía sau anh ta đứng ra, ngạo nghễ nói, chúng tôi đến từ Thánh Địa Thiên Lý của tinh vực Huyền Vũ, vị này là Thánh Tử Đại Nhân của Thánh Địa Thiên Lý chúng tôi. Trong khi nói chuyện, anh chỉ vào người thanh niên. Sắc mặt Phong Ngự Lôi đột nhiên biến đổi. Tinh vực Chu Tước ở ngũ đại tinh vực đã đứng cuối trong một thời gian dài, mà tinh vực Huyền Vũ ở trong ngũ đại tinh vực có thể xếp thứ ba, hai cái này thực lực chênh lệch khá lớn. Về phần Thánh Địa Thiên Lý, ông ta cũng từng nghe nói qua, đó là thế lực xếp hạng top 5 trong tinh vực Huyền Vũ, so với vương triều Chu Tước cường đại hơn gấp mấy lần. Phong Ngự Lôi vội vàng hành lễ, trong lòng nói thầm, không biết người này là thánh tử thứ mấy. Nghe nói Thánh Địa Thiên Lý tổng cộng có 10 vị thánh tử, con số càng nhỏ thực lực càng cường đại. Truyền thuyết kể rằng đệ nhất thánh tử từng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của thần quân, thực lực vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy động tác của Phong Ngự Lôi, trên mặt mấy người đàn ông trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc cao ngạo. Đối mặt với một đám cảnh giới hợp thể, đến từ tinh vực Chu Tước bọn họ có cảm giác miệt thị tự nhiên. Ánh mắt nam thanh niên trẻ tuổi lướt qua mấy người Phong Ngự Lôi, cuối cùng dừng ở trên người Mộ Thanh. Lúc này Mộ Thanh mặc một bộ váy dài màu xanh lá cây, trên mặt có voan mỏng che, dáng người thướt tha, rất có phong thái nữ thần. Một lão già phía sau người đàn ông trẻ tuổi thấy thế, cười nói, còn không cởi voan mỏng ra, để cho thánh tử đại nhân nhìn cô một cái. Mộ Thanh lắc đầu cự tuyệt, từ khi ra mắt tới nay cô ấy đã phủ một tấm lụa mỏng, ở trong lòng cô ấy, chỉ cởi bỏ tấm lụa mỏng cho bạn đời tương lai của mình. Trước mắt những người này tuy rằng đến từ tinh vực Huyền Vũ, nhưng cũng không cách nào lay động nguyên tắc của cô ấy. Chương 2465, anh biết thôn Linh Hoa. Lông mày nam thanh niên khẽ nhíu một cái, anh ta cũng không phải là coi trọng Mộ Thanh, chỉ là cảm thấy khí chất Mộ Thanh cũng không tệ lắm. Nhưng Mộ Thanh lại dám cự tuyệt anh ta, điều này làm cho anh ta luôn tự nhận mình cao quý trong lòng có chút không vui. Lão già nhíu mày, thu lại vẻ mặt tươi cười, quát, còn chưa có người nào dám cự tuyệt yêu cầu của thánh tử. Có thể làm cho thánh tử liếc mắt một cái, đó là vinh hạnh của cô. Mộ Thanh không kiêu ngạo nói, Mộ Thanh không cần vinh hạnh như vậy. Sắc mặt lão già đó trầm xuống, nói, vậy cũng không thể tùy theo cô. Nói xong, ông ta trực tiếp ra tay. Một tay hướng mặt Mộ Thanh chộp tới, tốc độ có thể so với điện quang. Phong Ngự Lôi chắn ở trước mặt Mộ Thanh, muốn ngăn cản đối phương. Trong khoảng thời gian này, Mộ Thanh vì thành trấn khúc làm rất nhiều chuyện. Từ đáy lòng Phong Ngự Lôi rất cảm kích cô. Lúc này Mộ Thanh bị người khi nhục như thế, ông ta tất nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý. Mấy vị, bộ dáng như vậy không tốt.
Phong Ngự Lôi trầm giọng nói. Cút đi, đối mặt với sự ngăn trở của Phong Ngự Lôi, tay kia của lão già đó nhẹ nhàng vung lên. Bùm một tiếng, Phong Ngự Lôi bị đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện mấy vết thương, trong nháy mắt biến thành người máu. Phong Ngự Lôi cảnh giới hợp thể đỉnh phong thế nhưng ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp được. Thành chủ Phong, trong mắt Mộ Thanh hiện ra vẻ phẫn nộ. Lo cho thân mình đi. Đánh bay Phong Ngự Lôi ra ngoài, tay lão già đó cách tấm lụa mỏng của Mộ Thanh chỉ có không đến một cánh tay. Trong mắt Mộ Thanh bỗng nhiên lộ ra vẻ dứt khoát, trong tay nắm một khối lệnh bài, pháp lực cùng tinh thần lực tràn vào trong lệnh bài. Lệnh bài là vật bảo mệnh ông lão Đan Thanh để lại cho cô ấy, có thể ngăn cản một kích động hư cảnh đỉnh phong. Nhưng đúng lúc này, nam thanh niên đột nhiên hét lên, ông cừu, dừng tay lại. Lão già kia nhất thời dừng lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Thanh, lúc này mới cung kính đứng ở phía sau người đàn ông trẻ tuổi. Trên người cô lại có thể có khí tức của thôn linh hoa. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm Mộ Thanh, giống như đang nhìn một kiện vật hiếm lạ. Khí tức thôn linh hoa quá yếu, nếu mà không phải vừa rồi Mộ Thanh toàn lực thúc giục pháp lực, anh ta không thể cảm ứng được. Mộ Thanh nghe vậy, kinh ngạc nói, anh biết thôn linh hoa. Nếu như không phải ông lão Đan Thanh nói cho cô ấy biết, Mộ Thanh cũng chưa từng nghe qua cái tên thôn linh hoa. Lão già vừa mới ra tay khinh thường hừ một tiếng, nói thánh tử đại nhân của chúng ta không chỉ là một vị tu hành cường đại, còn là một vị thầy thuốc thất phẩm thượng giai, học sâu biết rộng, các loại linh dược dị thảo không gì không biết. Chương 2466 thỉnh thánh tử ra tay. Đám người Mộ Thanh cùng Phong Ngự Lôi sắc mặt đều có chút khó coi. Thôi, nếu bổn thánh tử đã gặp phải, cũng không thể ngồi yên không để ý. Nam thanh niên thở dài. Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi chỉ ra, một cỗ tinh thần lực dồi dào theo đó tuôn ra. Đối mặt lúc trước lão già ra tay, Mộ Thanh còn có thể phản ứng kịp. Nhưng lúc này người đàn ông trẻ tuổi chỉ đơn giản ra một ngón tay, trong đầu Mộ Thanh nổ vang một tiếng, tất cả cảnh vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại một ngón tay của đối phương. Ngón tay giống như cột trời quét ngang, che khuất bầu trời. Một ngón tay này cũng không phải là chân thật, mà là do tinh thần lực biến thành. Đợi Mộ Thanh tỉnh táo lại, người đàn ông trẻ tuổi đã thu hồi ngón tay, đứng phía sau lưng. Mộ Thanh cảm ứng được tinh thần của mình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Độc của thôn linh hoa trong linh hồn cô ấy đã không thấy đâu. Anh ta lại có thể giải được độc của thôn linh hoa, ngài dược kia có giúp đỡ rồi. Mộ Thanh trước tiên nghĩ đến. Mấy người Phong Ngự Lôi cũng phát hiện ra sự dị thường của Mộ Thanh. Mộ Thanh giải thích sau đó, bọn họ đồng dạng mừng như điên. Hiện giờ chỉ riêng thành Trấn Khúc đã có mấy trăm vạn tu sĩ có độc thôn linh hoa trong người, nếu như tám tòa thành trì Hồ Hỏa Viêm cộng lại, còn có mấy ngàn vạn. Nếu mà độc thôn linh hoa có giải, vậy tương đương với việc cứu mấy ngàn vạn tu sĩ. Thỉnh thánh tử ra tay, cứu tính mạng mấy ngàn vạn tu sĩ Hồ Hỏa Viêm chúng tôi. Lúc này, cho dù trong lòng Phong Ngự Lôi đối với người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn có chút bất mãn, vẫn cúi đầu, vô cùng cung kính nói. Đôi mắt nam thanh niên híp lại. Lão già phía sau anh ta cười lạnh nói, hiện tại biết bản lĩnh của thánh tử chúng tôi chưa? Có thể, người đàn ông trẻ tuổi cười nói. Trên mặt Phong Ngự Lôi vui mừng càng đậm, nói, vậy mời thánh tử theo tôi vào thành, cần cái gì cứ nói với tôi. Nam thanh niên lắc đầu nói, không cần, tôi vẫn còn việc phải làm, tôi không thể trì hoãn nó ở đây. Một cỗ tinh thần lực độc tài vô song từ trong mi tâm người đàn ông trẻ tuổi tràn ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa thành Trấn Khúc. Đám người Phong Ngự Lôi, Mộ Thanh cũng cảm nhận được cỗ tinh thần lực này, trong lòng hoảng sợ. Không hổ là thánh tử của tinh vực huyền vũ, tinh thần lực lại đáng sợ như vậy. Mấy người Phong Ngự Lôi ngay cả động cũng không dám động. Ước chừng hơn hàng chục nhịp thở, người đàn ông trẻ tuổi mới thu hồi tinh thần lực. Mấy người Phong Ngự Lôi lúc này mới cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Nam thanh niên trên mặt lộ ra thần sắc say mê hưởng thụ, nói, trong thành trì này tất cả độc của thôn Linh Hoa đã giải rồi. Phong Ngự Lôi vội vàng nói, đa tạ thánh tử, chỉ là không biết thánh tử cần thù lao gì. Ông ta cũng không tin nam tử trẻ tuổi là đại thiện nhân, sẽ làm khổ lực miễn phí. Nam thanh niên cười nhạt, nói, thù lao tôi đã thu rồi. Không phải còn có 7 tòa thành trì khác cũng bị nhiễm độc thôn linh hoa sao, tôi thuận tiện đi một chuyến. Nói xong, mấy người đàn ông trẻ tuổi giống như dung nhập vào không gian, lập tức biến mất không thấy,
chỉ lưu lại đám người Phong Ngự Lôi với vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Chương 2467. Người Thánh Địa Thiên Lý rời đi không lâu thì có một đám tu sĩ từ thành Trấn Khúc đi ra. Những người này có biểu hiện khác nhau, có niềm vui, khiếp sợ, tức giận. Thành chủ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Có người hỏi. Phong Ngự Lôi giải thích, vừa rồi có một vị thánh tử của Thánh Địa Thiên Lý đi qua, thì pháp chữa khỏi độc thôn linh hoa cho các người. Tình hình của cô bây giờ thế nào? Một nữ tu đứng ra, nói, thành chủ, độc của thôn linh hoa trong linh hồn chúng tôi đã giải. Chỉ là... Phong Ngự Lôi cười nói, vậy là tốt rồi. Người nữ tu kia thở dài, nói, thành chủ, tôi tổn thất một phần tư căn nguyên linh hồn, sau này con đường tu hành triệt để đứt đoạn. Thành chủ, tôi cũng tổn thất một phần tư căn nguyên linh hồn. Thành chủ, tôi cũng vậy. Nữ tu nói xong sau đó, người còn lại cũng nhao nhao nói. Nụ cười trên mặt Phong Ngự Lôi chợt thu lại, căn nguyên linh hồn liên quan đến tiền đồ của một người tu hành, bị thương một chút đều có thể dẫn đến tu vi không cách nào tiến thêm một tấc, chứ đừng nói tổn thất một phần tư. Sắc mặt Phong Ngự Lôi âm trầm, nhanh chóng ra mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nó sẽ có kết quả. Vừa rồi người tu hành trong thành Trấn Khúc có độc của thôn linh hoa trong người đều tổn thất một phần tư căn nguyên linh hồn, triệt để đoạn tuyệt con đường tu hành sau này. Cái này, Phong Ngự Lôi tức giận, nếu mà chỉ là một người căn nguyên linh hồn tổn thất mà nói, vậy còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại là hơn trăm vạn người bị tổn thất căn nguyên linh hồn, ông ta không tin đây là ngoài ý muốn. Thành chủ, chẳng lẽ vị thánh tử Thánh Địa Thiên Lý kia nói thù lao chính là cái này? Có người bỗng nhiên kinh hô. Phong Ngự Lôi trong lòng lột bột một chút, trầm giọng nói, có phải anh ta động tay chân hay không, hỏi một chút là biết. Ông ta lấy ra một khối lệnh bài truyền tin đồng thời truyền tin cho người phụ trách 7 tòa thành trì khác bị nhiễm độc của thôn Linh Hoa. Chỉ trong chốc lát thì ông ta nhận được tin tức, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ tức giận, gân xanh trên cánh tay run rẩy, nói, đã có 3 tòa thành trì có tu sĩ cũng tổn thất một phần tư căn nguyên linh hồn, là người nọ động thủ không sai. Quá nhiều, anh ta tuy rằng chữa khỏi độc của thôn Linh Hoa cho chúng ta, nhưng lại nhân cơ hội cướp đi một phần tư căn nguyên linh hồn của chúng ta, đoạn tuyệt hy vọng tu hành của chúng ta, loại chuyện này đã từng hỏi qua chúng ta chưa? Hèn hạ như thế, cũng xứng với thánh tử. Một nhóm người vô cùng phẫn nộ, đối với rất nhiều người trong bọn họ mà nói, tu hành là lớn hơn tính mạng. Nếu như ngay từ đầu biết phải trả một phần tư căn nguyên linh hồn đại giới, có vài người tình nguyện lựa chọn thà chết còn hơn. Mà chân chính làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, cái gọi là thánh tử của Thánh Địa Thiên Lý này từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của bọn họ, độc đoán chuyên hành, giống như chuyện này không liên quan đến bọn họ. Tôi đã thông chi mấy tòa thành trì khác. Phong Ngự Lôi thở dài, nói, hy vọng như vậy có thể ngăn cản anh ta. Thành Hỏa Hổ, một trong 9 tòa thành trì Hồ Hỏa Viêm. Lúc này, ở bên ngoài thành Hỏa Hổ, thành chủ Hỏa Hồ Thượng Nhân mang theo một đám thủ hạ chắn trước mặt người đàn ông trẻ tuổi từ Thánh Địa Thiên Lý kia. Thân thể Hỏa Hồ Thượng Nhân lượn lờ ngọn lửa hừng hực, trong tay cầm một cây chùy, trầm giọng nói, xin lỗi, thành Hỏa Hồ tôi không hoan nghênh các vị. Lão già phía sau người đàn ông trẻ tuổi cười lạnh nói, thánh tử chúng tôi là tới vì các người trị liệu độc của thôn Linh Hoa, các người lại còn dám ngăn cản. Hỏa Hồ Thượng Nhân còn chưa nói gì thì có người lạnh lùng nói, trị liệu độc thôn Linh Hoa. Ha ha, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội lấy đi căn nguyên linh hồn của chúng ta thôi. Nam thanh niên thở dài, nhìn Hỏa Hổ Thượng Nhân, nói. Xem ra mọi người đều biết. Anh ta nhún vai, nói, bác sĩ chữa bệnh vốn phải trả tiền. Chẳng qua tôi thu đồ vật không giống nhau mà thôi. Hơn nữa, nếu như không có tôi vì các người trị liệu độc của thôn Linh Hoa, các người đều phải chết. Hiện tại chẳng qua chỉ là tổn thất một chút căn nguyên linh hồn mà thôi, đây không phải là người tốt ta được sao? Hỏa Hồ Thượng Nhân, thành Hỏa Hồ tôi không hoan nghênh anh, cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Nam thanh niên lắc đầu nói, tôi chưa bao giờ có ý định tham khảo ý kiến của các người. Nói xong, một cỗ tinh thần ly từ trong mi tâm anh ta trào ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa thành Hỏa Hồ. Anh ta đang nhanh chóng hấp thu dược lực cùng căn nguyên linh hồn của thôn Linh Hoa. Dừng tay, Hỏa Hồ Thượng Nhân hô. Muốn chết, lão già phía sau thanh niên cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái. Hóa thành một con sói khổng lồ lông trắng như tuyết. Chương 2468. Con sói khổng lồ há mồm, đem Hỏa Hổ Thượng Nhân cùng đông đảo tu sĩ phía sau toàn bộ một ngụm nuốt vào. Sau 10 nhịp thở, người đàn ông trẻ tuổi mới thu hồi tinh thần lực, liếm liếm môi, vẻ mặt rất thỏa mãn,
lẩm bẩm nói, đáng tiếc dược lực thôn linh hoa quá thấp, nếu không tôi còn có thể chiếm đoạt càng nhiều căn nguyên linh hồn. Anh ta nhìn về phía con sói khổng lồ, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự hung ác, nói, dám động thủ với tôi, thật sự là không biết sống chết. Tiêu diệt 1/3 người tu hành thành hỏa hổ để cảnh cáo. Tôi muốn xem ai dám ngăn cản tôi tiếp theo. Con sói khổng lồ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết lạnh lẽo, gầm thét một tiếng rồi bay về phía thành hỏa hồ. Thảm kịch thành hỏa hổ rất nhanh đã truyền khắp các thành trì khác của hồ hỏa viêm. Kế tiếp, còn lại mấy tòa thành trì không ai dám ngăn cản vị thánh tử thánh địa thiên lý này. Đông đảo tu sĩ bị chiếm đoạt căn nguyên linh hồn cũng chỉ có thể nhịn. Sau khi cắn nuốt xong căn nguyên linh hồn của 8 tòa thành trì, người đàn ông trẻ tuổi mang theo thủ hạ đi tới thành Phục Liễu. Anh ta đứng ở bên cạnh hồ hỏa viêm, tinh thần lực kéo dài vào trong hồ. Một lúc lâu sau, anh ta mới phun ra một ngụm khí, nhẹ giọng nói, dựa theo ghi chép, tiên thiên thần văn kia hẳn là ở trong hồ hỏa viêm này, người nắm giữ là một người tộc hỏa linh tên là Hỏa Bà. Lão già phía sau anh ta nói, thánh tử đại nhân, tôi nhớ rõ tộc hỏa linh của tinh vực Chu Tước mấy vạn năm trước đã bị diệt tộc. Hình như là bởi vì công chúa của bộ tộc bọn họ cùng địa cầu nhất mạch có cấu kết, gặp phải đại hỏa. Người này gọi là Hỏa Bà, không phải là vị công chúa của tộc hỏa linh kia chứ? Nam thanh niên cười nhạt, nói, đi vào xem một chút là biết. Nói xong, anh ta mang theo mọi người, trước tiên tiến vào hồ hỏa viêm, tốc độ cực nhanh. Mà lúc này, ở trong tòa cung điện sâu trong hồ hỏa viêm, Đường Tuấn đang luyện hóa một mảnh kim hỏa bích diệp. Kim hỏa bích diệp, đồng dạng là bảo vật không thua thiên hỏa linh tủy, đối với tu hành rất có ích. Mấy ngày nay, các loại bảo vật như kim hỏa bích diệp, thiên hỏa linh tủy, Đường Tuấn đã luyện hóa 5-6 loại, cộng lại giá trị chỉ sợ đã đạt tới mấy tỷ cực phẩm linh thạch. Vốn lấy tu vi của anh luyện hóa bảo vật giống nhau có thể làm cho anh bạo thể mà chết. Nhưng Hỏa Bà dùng tu vi cường đại của bản thân đem tất cả dược lực phong ấn khắp nơi trong cơ thể anh, để cho những năng lượng dược lực này chậm rãi thẩm thấu toàn thân, trở thành nền tảng cho bước đột phá trong tương lai của anh. Ngay cả như vậy, ngắn ngủi vài ngày, Đường Tuấn cũng đã đột phá đến cảnh hợp thể trung kỳ, linh hồn lại đột phá đến thất phẩm trung giai. Nếu như không phải Hỏa Bà cố ý khống chế, muốn vì anh đặt xuống căn cơ vô cùng vững chắc, anh lúc này đã có thể đạt tới cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Sau khi Đường Tuấn luyện hóa kim hỏa bích diệp xong, Hỏa Bà lại ra tay phong ấn dược lực trong cơ thể anh. Bộ sưu tập của tôi trong những năm qua đều đã cung cấp tất cả cho cậu. Tiếp theo cậu có thể rời khỏi hồ hỏa viêm. Thân hình Hỏa Bà hơi gù, âm thanh trầm thấp nói. Hốc mắt Đường Tuấn hồng lên, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Hỏa Bà mấy ngày nay cho anh những bảo vật này, coi như là tu sĩ động hư cảnh đỉnh phong đều sẽ đỏ mắt. Bà à, bà đi cùng cháu đi. Đường Tuấn trầm mặc hồi lâu mới nói. Hỏa Bà cười nhạt nói, tôi sẽ không đi. Năm đó sau khi tôi đi tới hồ hóa viêm này thì đã không có ý định rời khỏi nơi này. Bà ấy nhìn Đường Tuấn, nói cậu mang theo diễm tự thần văn mà đến. Tôi thấy cậu như thể tôi đã nhìn thấy ông ấy năm đó. Tôi đã biết tại thời điểm đó, nhiều năm chờ đợi của tôi đã kết thúc. Hồ hỏa viêm này cuối cùng cũng sẽ trở thành nơi ở của tôi. Đường Tuấn giật mình, trong lòng tràn đầy nợ nần. Hỏa Bà đột nhiên hỏi, cậu có biết hồ hỏa viêm này hình thành như thế nào không? Đường Tuấn lắc đầu, không rõ vì sao Hỏa Bà lại đột nhiên hỏi như vậy. Chương 2469. Trong mắt Hỏa Bà lộ ra vẻ bi thương thật sâu, nói, năm đó nơi này cũng gọi là hồ hỏa viêm, nhưng cũng không nguy hiểm đáng sợ như bây giờ. Ở chỗ này có một bộ tộc sinh sống tên là tộc Hỏa Linh. Tộc Hỏa Linh mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không có ý nghĩ tranh bá. Về sau công chúa tộc Hỏa Linh cùng một vị tu sĩ đến từ địa cầu tiếp xúc rất gần. Thời điểm hai người họ muốn thành hôn, tu sĩ địa cầu nhận được tin từ địa cầu truyền tới thì trời đi. Mà tộc Hỏa Linh bởi vậy bị thế lực tinh vực khác nhằm vào, trong một đêm mấy trăm vạn người của tộc Hỏa Linh toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có công chúa kia. Tộc Hỏa Linh mỗi người trời sinh hỏa linh lực vô cùng cường đại, mấy trăm vạn người của tộc sau khi chết, hỏa linh lực khổng lồ liền hóa thành hồ hỏa viêm hiện nay. Hỏa Bà nói đến đây, nước mắt đã chảy ra. Đường Tuấn càng đau xót trong lòng, anh nhìn hồ hỏa viêm trước mặt. Mắt muốn nứt ra. Mấy trăm vạn người tộc Hỏa Linh trong một đêm toàn bộ đã chết, tâm tình của Hỏa Bà lúc ấy có thể tưởng tượng được. Hỏa Bà, cháu nhất định sẽ giết những người đó, báo thù cho tộc Hỏa Linh. Đường Tuấn nắm chặt tay, giọng điệu kiên định nói. Hỏa Bà bỗng nhiên lạnh lùng nhìn anh nói, chỉ bằng cậu sao? Đừng ảo tưởng. Vẻ mặt bà ấy bỗng nhiên biến đổi, lấy ra hỏa tự thần văn.
chỉ thấy pháp lực của bà ấy phun trào, mạnh mẽ chia hỏa tự thần văn thành hai nửa. Trong ánh mắt khiếp sợ khó hiểu của Đường Tuấn, hỏa bà đem nửa tấm hỏa tự thần văn trong đó đánh vào trong cơ thể anh. Nửa tấm hỏa tự thần văn vừa đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn thì Đường Tuấn cảm giác được pháp lực và tinh thần đều bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích được. Bà ơi, Đường Tuấn trong lòng hô to, bỗng nhiên có dự cảm không lành. Không phải cho chính mình mà là cho hỏa bà. Trải qua mấy ngày ở chung, anh đã sớm hoàn toàn tín nhiệm hỏa bà, tất nhiên sẽ không cho rằng hỏa bà muốn gây bất lợi cho mình. Hỏa bà vung tay lên, cả người Đường Tuấn liền bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đột phá bảo vệ của cung điện, tiến vào trong biển lửa vô tận. Nửa tấm hỏa tự thần văn tản ra ngọn lửa nhàn nhạt bao vây anh, làm cho cả người anh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với biển lửa vô tận. Những sinh linh lửa cường đại xung quanh giống như cảm ứng được khí tức của hỏa tự thần văn. Mặc dù vây quanh Đường Tuấn, nhưng không dám làm ra bất kỳ hành động quá khích nào. Cảnh tượng trước mắt Đường Tuấn bỗng nhiên biến đổi, âm thanh của hỏa bà vang lên trong đầu anh, thông qua hỏa tự thần văn, cậu có thể nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy. Lúc này trong tầm mắt Đường Tuấn, chuẩn xác mà nói là tầm mắt của hỏa bà, mấy tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện trên cung điện. Chính là đoàn người thánh địa Thiên Lý. Quả nhiên là khí tức tiên thiên thần văn, người đàn ông trẻ tuổi hơi híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ nói. Anh ta nhìn hỏa bà phía dưới, cười nói, không thể tưởng được công chúa tộc Hỏa Linh Hỏa Yến Nhị năm đó phong thái đứng đầu thiên hạ lại trở thành một bà lão, thật sự làm cho người ta thất vọng. Hỏa bà cảnh giác nhìn mấy người, nói các người là ai? Bà ấy từ trên người mấy người này cảm ứng được khí tức vô cùng cường đại, gần như mỗi người đều là tu sĩ động hư cảnh hậu kỳ, người đàn ông trẻ tuổi kia càng là cao thủ động hư cảnh đỉnh phong. Thánh địa Thiên Lý đệ ngũ thánh tử thần kiếm thu. Nam thanh niên mỉm cười ngạo nghễ, nói, bà có tư cách biết tên tôi. Hiện tại đem hỏa tự thần văn giao ra đây. Lông mày xám xịt của hỏa bà khẽ nhướng lên, có chút kinh ngạc. Nhìn thấy biểu tình của hỏa bà, khóe miệng thần kiếm thu lộ ra một tia châm chọc, nói, năm đó bà cùng vị tu sĩ địa cầu kia có ý đồ kết hợp, cuối cùng dẫn đến thảm họa diệt tộc của tộc Hỏa Linh. Hiện giờ người tộc Hỏa Linh ở tỉnh vực Chu Tước chỉ sợ chỉ còn lại một mình bà muốn tộc Hỏa Linh thật sự bị diệt tộc sao? Ánh mắt thần kiếm thu càng thêm trêu tức, cười nói, lại nói tiếp năm đó trận chiến tiêu diệt tộc Hỏa Linh, thánh địa Thiên Lý chúng ta cũng có tham dự. Hiện giờ nếu là do vị thánh tử thánh địa Thiên Lý tôi giết công chúa cuối cùng của tộc Hỏa Linh, thật đúng là ý trời. Hỏa bà nghe vậy, trong mắt có ngọn lửa đang thiêu đốt, khí tức trên người tựa như núi lửa, làm cho người loại cảm giác tùy thời có thể bộc phát. Thần kiếm thu cười nói, xem ra bà cự tuyệt. Các người đều đáng chết. Hỏa bà khẽ quát một tiếng. Thân hình phóng lên trời. Tay bà ấy nắm pháp ấn, biển lửa vô tận nhất thời bắt đầu khởi động không ngớt, giống như thiên hà treo ngược hướng thần kiếm thu lao tới. Có chút ý tứ. Ý cười trên khóe miệng thần kiếm thu không giảm, trong tay không biết từ lúc nào cầm một thanh kiếm đồng cổ. Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang sắc bén cắt qua chân trời, xé rách biển lửa thành hai nửa. Chương 2470. Thân hình anh ta vừa động. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hỏa bà, thanh kiếm đồng cổ tràn đầy năng lượng. Kiếm khí lưu lại trên vai hỏa bà một vết thương, máu tươi chảy ra. Sắc mặt hỏa bà đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, thiên khí. Thanh cổ kiếm bằng đồng này rõ ràng là một kiện thiên khí. Thần kiếm thu cười ha ha, nói, công chúa diệt tộc như bà còn có chút kiến thức. Cậu câm miệng, hỏa bà quát. Chuyện năm đó vẫn là tâm bệnh của bà ấy. Tuy rằng biết thần kiếm thu là cố ý nói ra chọc giận bà ấy, nhưng bà ấy vẫn như cũng nhìn không được tức giận. Lúc nói chuyện, hỏa bà thúc giục tiên thiên thần văn, biển lửa xung quanh biến hóa thành các loại dị tượng lửa đồng thời hướng thần kiếm thu vào tới. Nhưng bất luận là rắn lửa dữ tợn, hay là voi lửa hình thể nguy nga, dưới nhát chém nhẹ nhàng của thần kiếm thu đều vỡ vụn thành lửa. Không chỉ như thế, kiếm khí khủng bố còn không ngừng lưu lại từng vết thương trên người hỏa bà. Quá yếu. Công chúa tộc Hỏa Linh năm đó bất luận dung mạo hay là thiên phú tu hành đều là danh truyền tinh hải, như thế nào hôm nay giống như một phế vật vậy. Thần kiếm thu vừa xuất kiếm vừa trào phúng. Hỏa bà giận dữ, liều mạng thúc giục tiên thiên thần văn, nhưng trong tay thần kiếm thu lại không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại vết thương trên người không ngừng gia tăng. Mà Đường Tuấn được hỏa bà giấu trong biển lửa cũng nhìn thấy một màn này, đặc biệt là nhìn mỗi một kiếm của thần kiếm thu đều lưu lại vết thương trên người hỏa bà. Trái tim anh không ngừng co thắt, giống như những kiếm khí kia đâm vào người mình. Bà, Đường Tuấn trong lòng giống như điên. Trận chiến đấu này gần như là nghiêng về một bên,
Tuy rằng hỏa bà có nửa viên tiên thiên thần văn, nhưng thần kiếm thu ỷ vào cổ kiếm bằng đồng cấp bậc vương khí cùng tầng tầng lớp lớp bí thuật, gần như từ đầu đến cuối đều chiếm lợi thế. Cuối cùng, thần kiếm thu cười khinh miệt, nói thật sự là không có ý nghĩa. Anh ta vừa nói xong, thì cổ kiếm bằng đồng trong tay anh ta rời tay bay ra. Kiếm quang xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt đột phá vô cùng biển lửa, sau một khắc xuyên qua ngực hỏa bà. Khi một lần nữa thần kiếm thu nắm cổ kiếm bằng đồng, trên thân kiếm tràn đầy vết máu. Anh ta nhíu mày và nói, bẩn thanh kiếm của tôi rồi. Không hổ là ngài thánh tử, có tư thế vô địch. Thần kiếm thu cầm kiếm đứng dậy, đám người phía sau không ngừng khen ngợi. Thần kiếm thu lại lộ vẻ khinh thường, nói, giết một tộc công chúa, không tính là cái gì. Mục tiêu của tôi là số một thánh tử, ngoặc kép. Mấy người kia nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Hỏa bà cúi đầu nhìn vết thương dữ tợn trên ngực, máu tươi chảy dài, cơ hội sống trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn. Bà ta bỗng nhiên nở nụ cười, nói các người muốn tiên thiên thần văn, đừng mơ tưởng. Lúc bà ta nói chuyện, tiên thiên thần văn từ trong mi tâm bà ta bay ra, hóa thành một ánh lửa biến mất ở trong sân. Thuật đại na. Sắc mặt thần kiếm thu vô cùng khó coi, anh ta nhìn hỏa bà tức giận nói, bà đúng là đáng chết mà. Anh ta tát một cái vào người hỏa bà. Sau đó mang theo mấy vệ sĩ rời đi. Anh ta phải thừa dịp thuật đại na còn chưa biến mất, tranh thủ thời gian tìm lại tiên thiên thần văn kia. Hỏa bà bị một sức mạnh cực lớn đánh bay ngược ra ngoài, thần quang trong mắt dần dần tiêu tán. Bà ta run rẩy từ trên không trung rơi xuống, ngã ngồi trên sân thượng trước cung điện. Lúc này, Đường Tuấn mới cảm giác phong ấn trên người được giải trừ, anh vội vàng từ trong biển lửa bay ra, dừng lại bên cạnh hỏa bà. Bà, Đường Tuấn nghẹn ngào. Anh bắt mạch cho hỏa bà, nhưng anh phát hiện tất cả cơ hội sống trong cơ thể hỏa bà đều đã bị đánh tan, linh hồn xuất hiện vô số vết nứt, gần như lúc nào có thể qua đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền